Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ đến với một tựa game mới. Đó chính là Far Cry 5. Thì cũng đã lâu rồi mình mới trở lại cái series Far Cry này. Thì là cái tựa game mới mà mình vừa mới mua đó. Mình free order sẵn luôn, tại mình là fan luôn mà. Mình đã tích tiền từ từ và đến khi mình đủ tiền mình mà nó chưa ra mình free order luôn. Đến lúc mà nó có rồi thì mình cũng thật sự mình chưa có thể tải ngay giờ mình làm clip được. Bởi cũng hai lý do đó là mình thật sự không có rảnh, mình không có ở nhà nhiều cho nên giờ mình có thời gian ở nhà là mình mới tải về mình chơi. Cái thứ hai là mình làm clip á thì đa số trình độ của mình chắc cũng còn khoảng 3-4 người mà biết coi game offline rồi coi mình thôi. Thì mình hay làm mấy clip trải nghiệm offline rồi á, game offline này nọ, game cũ cũng có, game mới cũng có. Thì Far Cry 5 thì nó cũng lấy bối cảnh là ở Mỹ. Tóm tắt luôn á thì có một thằng cha xứ gì đó, chả đi tới cái vùng đất này, chả mua đất ở đây, rồi sau đó chả truyền bá cái hủ tục và gì, những cái phong tục và gì của chả đó, cái làm cho mấy người dân ở đây bị thao túng kiểu như thế. Mình không giỏi văn nên mình nói thế. Lúc mà mình mua về thì mình cũng nghĩ là thôi chắc mấy mình cũng là fan mà nên mình sẽ cố gắng mình chơi, tại mình sợ đồ họa chơi không được ấy, game nó nặng rồi nhỏ đó. Nhưng mà bây giờ vô rồi, ôi trời, mình chỉnh medium setting mà thấy nó cũng chơi cũng khá là mượt mà chứ. Mình để số FPS nó bình góc kìa. Thì cũng năm mấy là nó đủ chơi rồi. Lâu lâu thọt xuống 40, nói chung là game offline mà. Trên 40 với mình là chuyện bình thường. Anh bạn, cho em mượn xe được không? Ra. Xe đâu kinh, xe của mày kính đâu rồi? Ơi sorry nha, cái đéo mẹ gì vậy? Mình đổi ý rồi, mình không đi xe này đâu, mình sẽ đi xe này cho nó thoáng mát. Ôi gì vậy? Tụi này điếu xịu à, bắn viên ngay người cũng chết. Hẹo sớm thế. Hẹo gì? Mẹ mày. Không mặc lời nào, nó bắn lửa mình nha. Châu gì? Mấy con chó này của nó như bị mấy con sói của nó nè. Nữa hả? Thôi. À, mày còn sống. Cái con sói gì được huấn luyện luôn rồi nên nó đi theo nó có thể giết được mình đó. Đi theo mấy tụi này nè. Hồi má khu vực nguy hiểm quá, hồi chị. Mình để mua ở đây đâu. Mình mới steal cái chỗ trên kia cực khổ lắm, giờ mình muốn đi chơi tí. Mà thấy đồ họa đẹp không? Mới medium mà. Không biết lên Ultra nó sao nữa mà mình sợ lên Ultra mình chưa cũng được. Đang mặc đang quay phim thế này nữa. Ma động vật cởi đồ, khu vực này hoang dã vậy. Họ sắp xuống rồi nè. Mình xuống cái đồi là mình xuống được cái đường lớn nè. Xuống được đường lớn đó thì thôi. Thế giới trong đây cũng rộng lớn lắm. Nó ra đường lớn rồi nè. Ai là địch? Ôi, con sói này.
Gì á? Hơi đụng xe luôn. Có là đi không ta? Tụi này nhìn ghê quá. Không qua đây đâu. Đi á. Bye bye. Má ơi. Tụi này mệt mỏi à. Ủa dí theo luôn hả? Ai bắn mình nữa? Phải nó không vậy? Có mình này đúng không? Ôi chưa có giáp gì hết trơn á, nó bắn dư. Mình sẽ đi một tí nữa mình sẽ tới được mỗi khu rất là lớn. Khu gì đây? Đi chơi coi. Ôi tôi đã quýt lộn dí rồi. Locase. Rồi ok. Đây một cái khách sạn hả? Giờ mình sẽ đi xuống đây mình steal. Steal cái khu này. Đồ họa đẹp chưa? Phong cảnh miền quê nước Mỹ. Ở chỗ này sao đẹp thế? Em đi vô mình steal coi. Steal. Súng chưa có giảm thanh gì hết á. Mùi. Bắn ở trên hả? Gấu đồ thứ. Đê. Gấu. Vãi. Số này bắn nhanh quá. Chỗ này đâu phải steal đâu. Chỗ này chỉ là một cái khu vực bình thường của nó thôi mà. Lấy đạn cái. Chỗ này có gì? Súng á. À shotgun. Ôi. Là nó bị gì à? Còn đằng ngoài nữa. Ra đây. Mày gì vậy? Nghĩ gì? Ôi nó tới nữa. Nó tới nữa hả? Ôi hết mấy kít rồi. À có cái thuyền, có cái thuyền. Đi thuyền đi chơi. Gì nữa? Còn nữa hả? Hello, nó lên. Ghê. Ồ ghê. À đấm dữ thiệt. À có cái thuyền.
phát hiện ra cái chỗ mua thuyền. À giờ mấy cái này cũng phải mua nữa hả? Chùm. Thôi giờ đi chơi tiếp nè. Đi kiếm cái gì tiếp? Mình khám phá được rồi, chờ khu này nó trắng thêm nè. Nó không có đây, nó loại bỏ đi một cái gọi là mấy cái đài tháp radar. Phần 3, phần 4 nó có. Để mình kiểu như mở bản đồ ra, phần này nó khác rồi. Đi từ đâu mở tới đó thì phải. Đi thẳng, đây là núi không à? Xe đồ lây. Cứ đi thẳng lên. Đi xe hơi chịu khó đi. Nói chung là về phần này mình thấy đồ họa mình chấm điểm nó 10/10. Cốt truyện thì chưa biết nó như thế nào. Bài lá đất là mình thỏa mãn rồi. Nói chung cái game nào mà bạn dạng như cái game nào bạn dạng như là mình ngáo hả? Cái game nào mà vậy như là bạn đã thích nó rồi á, bạn đã mê với nó rồi, bạn bỏ tiền ra bạn mua trước luôn á, thì lúc bạn chơi bạn sẽ cảm thấy nó hay hơn những cái người mà bọn họ mới vừa chơi lần đầu. Có cái gì ở đây? Giờ này cho tôi bay luôn. Thôi. Thôi mà. Làm ơn luôn á. Hết đạn rồi. Vẫn nha. Xong rồi, ủa. Hết chưa? Hết rồi, tao đi. Xuống tao rồi. À, đạn tụi này ít quá à. Mở được chỗ gì đây? Vô, ủa vô không được. Có gì á? Cho miếng đạn ơi. Đúng rồi, cho đạn. Nữa hả? Xin đạn. Nữa. Cái đông vậy? Thôi đi. Nó đứng tụi nó bắn riết. Nè có thằng nữa nè. Tự nhiên ra đặt cái tượng giữa đường. Thôi tao bắn lộn đâu. Thằng mày. Nghe nhạc bình dị ha. Thôi mình tới xem đồ lây luôn rồi nè. Đây có ngã rẽ đi đâu nữa vậy. Đéo gì. Chết mẹ.
Right. Hello. Hello. Thường dân. Ok. Cảm ơn tôi đi. Chào bà. Things have been getting pretty fuck me. There's this crazy guy trying to take on a pack of those judge wolves by... Má ơi, cầm dẻo bóng chày. Đấm, phải. Này cái ổ điện hay đâu gì đâu. Tiếp. Mình đi kiếm cái gì đó mình làm quá. Săn thú à. Trên đây là gì? Có đường mòn nè. Thôi. Nữa. Sao giao tranh riết vậy? Chỗ này như chỗ cắm trại bình thường của tụi nó hay là không sao đâu. Ôi sói luôn hả? Bị đông quá. Thường dân. Ý. Thôi. Hết đạn rồi nè. Bình tĩnh nào anh. Ngon. Ngon. Lấy đạn. Mỗi lần bắn gì. Ui. You're not here to cause trouble, are you? I was in the woods when one of the... Thôi chào bà con đi đi. Cứ phải giao tranh riết à. Không có gì làm nữa hả. Fan Center. Mà thật sự là mình chưa có mở được nhiều nên cũng chả biết nó cái thế này nó bự quá trời ơi. To chưa nè. Khu giữa mở rồi. Qua đây nữa. Ôi. 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 Nó bự. Nó bự thôi rồi luôn. Ý. Mình chỉ mới đâu một tuốt cái khu nhỏ xíu ở đây thôi. Vãi. Nó bự gì đâu á. Hèn gì nó cho mấy cái chiếc trực thăng rồi đồ. Shop mua trực thăng các thứ nữa. Bài lý cũng hết giờ. Ôi. Thôi thôi. Lỡ giết người dân rồi tính dễ cứu. Thôi. Sorry nha. Mình không có giáp nó bắn mình bị gì cho cái mình hẹo máu luôn à. Thôi dừng lại đi. Đi xe nè. Đi để giữ gặp người không à. Sợ. Má ơi. Mà ở đây dừng ở đây đi đâu nữa. Giữa đường. Tiền còn có 125 thôi. Đi đâu cũng gặp địch. Vãi cứt. Còn sống nữa hả? Thằng quỷ này.
chưa? Mấy thằng này xấu châu. Châu bò thiệt. Muộn nha. Thết đồ tôi xài. Có đạn rồi, lấy lại súng. Má mình mới được có một cây súng mà. Con gì đây? Tránh giao tranh. Thôi nó chở con tin đi, thôi sợ bỏ đi. Wolverine skin. Sói hả? Nên trộn với con gì chứ? Chả hiểu. Cái súng rồi. Có đạn rồi. Xe súng đi. Ok, thì chắc tiếp trải nghiệm mình tới đây ha, chủ yếu đi vòng vòng thôi. Thì cảm ơn bạn đã xem ha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.